quán nhỏ ở với vợ to, bà nào bà nấy mập thù lù vậy nè, bán cáo ngoài chợ mà chồng làm, chồng làm gì công an phường trưởng ấp nè, bán cáo, mở tiệm hủ tiếu, tiệm phở, quán nhậu, không bà nào bà nấy thù lù vậy nè, mà con vợ à, thấy không? Nhưng mà quan to đó là ở với vợ nhỏ, rồi là có mấy em nhỏ nhỏ chút chút, nhỏ mà còn nhỏ tuổi nữa, thấy chưa? Rồi xong phải chưa? Nên tôi nói như vậy quý vị thấy là một cái nghịch lý ở trong đó đó. À, vợ nhỏ mà cái gì cũng to, rồi nó lạ lắm. Còn vợ to mà cái gì cũng nhỏ, tại vì mấy nhỏ làm gì có cơ hội đó. Thành ra là quan nhỏ hút thuốc to, mà quan to thì hút thuốc nhỏ, quan nhỏ thì đi xe to, mà quan to thì đi xe nhỏ, đúng không? Quan nhỏ thì ở nhà to, mà quan to thì ở nhà nhỏ. Rồi tôi đố quý vị nè, thôi thôi giờ khỏi đố nữa, tôi giải thích luôn. Ngay quan nhỏ hút thuốc to, hút thuốc lào á. Ok, làm mấy mấy đằng trưởng ấp trưởng thôn đồ này kia, mà sáng ra rồi mang đôi dép đổi cái nón coi chơi cái áo chua đợi vô. Quan nhỏ hút thuốc to, ngồi quán cốc quán chè rồi coi đài VTV, chửi mẹ mới phản động, Thành Huy này là phản động tôi rồi, kéo quy nước lào là nghe không nãy nghe là chuẩn đó, đại cái gì đó là mấy quan nhỏ không, là trưởng ấp trưởng thôn, quan nhỏ hút thuốc to không, quan to hút thuốc nhỏ đâu, quan to hút điếu hút xì gà nhỏ xíu à, không cũng phả khói giống nhau đúng không? Rồi quan nhỏ, quan nhỏ ở nhà to không, quan to ở nhà nhỏ, nhà to là nhà gì biết không? Chung cư tập thể, bộ công an bự lắm chú bộ, mẹ mười mấy bảy tám tầng rộng lắm không, đúng không? Khu cái gì khu tập thể đoàn cái gì đó, đúng không? Tức là quan quan nhỏ thì ở nhà to, nhà bự bự, trụ sở bự bự mà. Khu tập thể bộ công an ở ngoài Hà Nội hay có lắm, khu khu tập thể của báo Nhân Dân rồi này kia không, cục điện ảnh đại gái như đó. Quan nhỏ quan nhỏ ở nhà to, ok. Quan nhỏ sống với vợ to nhưng mà quan to ở vợ nhỏ. Nó lạ đó không? Rồi bây giờ á, cái thằng quan nhỏ thì ở nhà to, tức là nhà chung cư á, nhà tập thể á, hộ nhỏ nhỏ, nhà công vụ á đó, thì quan nhỏ ở nhà to đúng không? Rồi quan to ở nhà nhỏ, ở biệt thự riêng mới chịu, thì cái nhỏ hơn thấp đúng không? Một mái đúng không? Rồi xong xong chui rồi là cái gì? Quan nhỏ là đi xe to, quan to là đi xe nhỏ. Tại sao? Ủa, xe to xe bớt mẹ xe tám mấy chỗ á, sáng chạy đưa rước công nhân đúng không? Xe chở quan chức cán bộ công đoàn không, chiếc xe 25 chỗ 30 chỗ đi chở lần 7-8 thằng đi làm là xe bự bự bố mấy, chiếc xe 30-40 ghế ngon lành chết mẹ luôn, 20 ghế trở lên không à, không quan nhỏ đi xe to mẹ đi chiếc bự bự không à, đúng không? Quan to đi xe nhỏ, quan to đi xe 2-4 chỗ thôi, thấy chưa? Rồi xong. Thành ra sau khi, tại sao ông thủ tướng Nhật ổng từ chức, ông thủ tướng Nhật ổng mà từ chức một cái á, là ổng về là có tập đoàn lớn rước ổng liền, các trường đại học mời tới giảng dạy liền, làm cố vấn cho một cái công ty tài chính nào đó về quốc tế, có quan hệ đối ngoại quốc tế, tiền tỷ đô, ký hợp đồng một lần 30-40 triệu, 50-60 triệu đô, lương của mấy ổng là trên trời, mẹ còn sướng hơn làm thủ tướng nữa,